Vậy là mất một lúc, mình cũng đã setup xong được một góc gaming toàn bộ các linh kiện tới từ MSI Gaming dành cho anh em. Và nhân vật chính của chúng ta chính là chiếc card họa RTX 3070 Gaming X Trio. Bây giờ mình sẽ đặt ra đằng sau và cùng với anh em ôn lại một chút về một vấn đề liên quan tới card họa. Đó chính là trong năm nay, card họa mặc dù được giới thiệu từ rất sớm, thế nhưng mà hàng lại không đủ và hãng bán ra cũng rất chậm. Bởi vì một điều dễ hiểu đó chính là những khu vực sản xuất card họa đang gặp với tình hình dịch hơi căng thẳng. Thế nên việc giới thiệu và thời gian bán ra khác nhau là một chuyện vô cùng bình thường. Và RTX 3070 là một ví dụ, trong khi ngay từ ban đầu thời gian bán ra dự kiến loanh quanh khoảng từ đầu tháng 10 tới giữa tháng 10, thế nhưng đã bị đẩy lùi đến tận cuối tháng 10, cụ thể là ngày 29 tháng 10 sẽ được bán ra chính thức. Tạm bỏ qua vấn đề liên quan đến RTX 3070 sẽ không được áp dụng kiểu phiên bản Foundation ấy, sẽ không được đẹp giống như phiên bản 3080 và 3090. Thế nhưng chí ít chúng ta vẫn có cổng cấp nguồn 12 pin đặt ở những chỗ mà mình phải nói là không thể nào thẩm mỹ hơn được. Chắc chắn mình sẽ phải lựa chọn những phiên bản giống như RTX 3070 tới từ GameX này. Sẽ không có chuyện sử dụng cổng 12 pin mà vẫn sử dụng các cổng 8 pin thông thường. Có thể là phiên bản GameX Trio này sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin, nhưng một số khác có thể sử dụng một cổng cấp nguồn 8 pin và một cổng cấp nguồn 6 pin. Cái này thì tùy thôi. Và bộ nguồn yêu cầu công suất sẽ vào khoảng 650W công suất thực, tương đối thoải mái nếu như bạn đang có những cái bộ PC, những bộ nguồn cũ, tức là bộ nguồn cũ của bạn nó vẫn đảm bảo hiệu năng, tức là những bộ máy các bạn mua năm ngoái thôi, nhưng nguồn các bạn rơi vào khoảng 650W, 750W và năm nay các bạn nâng lên RTX 3070 thì cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn cả. Về mặt thông số, RTX 3070 nhìn gần mọi mặt khi so với RTX 2080 Ti, điều thiệt thòi duy nhất chỉ đó là lượng VRAM ít đi. Điều này thì chơi game sẽ không bị ảnh hưởng mấy do kiến trúc mới của NVIDIA và GPU mới vô cùng mạnh mẽ trên các độ phân giải 2K sẽ không phải vấn đề gì to tát cả. Và theo như quảng cáo thì RTX 3070 có thể chơi game trên độ phân giải 4K 60fps với DLSS. Tuy nhiên, đấy là trường hợp các bạn không bật Real-Time Ray Tracing. Còn đối với thế hệ RTX mới thì các nhân RT Core và thuật tọa cũng đã được NVIDIA tinh chỉnh lại sao cho phù hợp. Và việc tính toán bóng đổ bây giờ sẽ kết hợp với ánh sáng này, mặt nước này, thì các hệ thống sẽ tính toán làm sao cho nó phù hợp nhất cái hiện tượng nhá, ánh sáng từ bên trên đổ xuống. Ví dụ như kiểu nhà sản xuất đã tính toán trước rồi, tức là những nhà sản xuất game đã tính toán rồi, thì nhân RT Core sẽ không tính toán lại nữa. Điều đấy nó sẽ khiến cho các nhà lập trình viên cảm thấy thoải mái hơn để có thể đẩy FPS. Nói chung là người ta sẽ mệt hơn một tí, thế nhưng FPS thu lại rất tốt. Bởi vì thế Real-Time Ray Tracing tiền nhiệm ấy, các bạn có thể biết được là so với FPS kiểu bật Ray Tracing và tắt Ray Tracing chênh nhau quá nhiều. Và trong năm nay vẫn bị chênh thôi, thế nhưng cái mức FPS ấy sẽ không còn cái tình trạng từ 100 FPS giảm một phát xuống chỉ còn có 5 mấy hoặc là 40 FPS nữa. Và mình cũng đã rất may mắn mượn được một phiên bản RTX 3070 tới từ MSI. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho anh em để anh em có thể biết được là bên trong một phiên bản cao cấp như thế này sẽ như thế nào. Đây thì về mặt phụ kiện bên trong, các bạn sẽ có một chắc là đây thư cảm ơn và đĩa để mình xem bên trong là có những gì. Mình thì mình mới chỉ lắp cạc vào thôi, chứ mình cũng chưa kiểm tra bên trong. Bên trong thì đây, các bạn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đây, sách hướng dẫn sử dụng, một quyển gần giống như kiểu một quyển truyện tranh. Đây là cách để NVIDIA với MSI kết hợp để hướng dẫn người dùng. Các bạn có thể về để đọc một chút cho thú vị cũng được. Và ngoài ra nữa thì có một số các cái lời cảm ơn của MSI. Đó chính là cảm ơn các bạn đã mua phiên bản này. Thực ra không phải đâu, mình bịa ra đấy. Đây, và một số cái liên quan tới hệ sinh thái của họ, bao gồm gaming gear, màn hình, bàn phím, mọi thứ luôn, kể cả vỏ cây nữa. Rồi, và bên trong thì card đồ họa thì mình đã lắp vào rồi. Tí nữa mình sẽ tháo ra cho anh em để anh em có thể nhìn được. Về phần bên trong phía phụ kiện, các bạn sẽ kèm sẵn đây là một cái nâng card đồ họa của MSI. Đây, với cái phiên bản này, bởi vì là tí nữa các bạn sẽ nhìn thấy khi mà cắm RTX 3070 GameX Trio vào, những cái mẫu main mà có hẳn khe PCIe bọc thép vẫn bị sẽ cạc xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới card đồ họa. Quay trở lại với nhân vật chính, card đồ họa RTX 3070 GameX Trio. MSI đã nâng cấp hệ thống quạt lên làm 3 cánh quạt to ngang nhau để đảm bảo cho card đồ họa các bạn luôn mát mẻ. Ở khu vực cánh quạt cũng có một chút sự thay đổi. Thay vì những cánh quạt thông thường thì bây giờ hai cánh quạt sẽ được liên kết với nhau. Mục đích thì quá rõ ràng, để hút thêm gió vào và để tối ưu cái lượng gió thổi thẳng vào khu heat sink, qua đấy thì tản nhiệt được nhanh hơn. Và tiếp theo nữa liên quan tới phần LED RGB. Phần LED RGB bây giờ đã được tinh chỉnh lại sao cho tối ưu nhất. Các bạn có thể nhìn thấy khu vực RGB được nằm ngay ở cánh quạt giữa, ở hai bên cánh quạt giữa luôn.
phần LED RGB thứ 3 được nằm ở phần ngang, đây phần logo của MSI, logo này có LED RGB, và phần LED RGB thứ 3 đây nằm ở trên khu vực miếng backplate. Thì nếu như bạn nào mà không để ý ấy, thì ở một vài những năm trước các bạn khi mà cắm lên thì thường nên dựng cà rồ ạ để phần LED RGB được thấy tốt hơn. Tuy nhiên đối với phiên bản năm nay, LED RGB đã bố trí được đều hơn được. Thế nên bạn có dựng cà rồ ạ hay để nằm ngang như này thì phần LED RGB vẫn vô cùng đẹp, các bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều đâu. Và một con số khác nữa đây liên quan tới phần đây, cái phần khu vực này được làm từ nhựa, và nhựa này vô cùng chắc chắn. Đây mình gõ thử cho các bạn thấy. Đấy, đây phần nhựa nhá, đây mình bóp này, không hề có hiện tượng gì luôn. Đây, nhựa này vô cùng chắc chắn. Nhựa thì tất nhiên phải có nhựa rít, nhựa rát chứ. Và cái phần LED RGB ở đây có thể điều khiển qua phần mềm Lighting, nên các bạn có thể điều chỉnh sau khi cắm vào và cài xong thì hoàn toàn ổn. Và đằng sau đây, miếng backplate được làm từ kim loại cực kỳ dày luôn. Đây mình tiếp tục gõ thử cho anh em nghe nhé. Đau quá. Thì cái miếng backplate này bây giờ đã dày hơn rất nhiều rồi. Và một điều nữa, bảng mạch rất ngắn nhá. Bảng mạch nếu các bạn nhìn vào ở đây thì bảng mạch rất ngắn. Miếng backplate đây nó dài như này cơ. Và miếng bảng mạch này, chỉ đoạn này thôi, nó khu vực này thôi. Và phía trong của bảng mạch, tức là bên ngoài là miếng backplate rồi, và bên trong của bảng mạch nữa vẫn có một khu vực nữa. Thì đây là khu vực vừa để tản nhiệt, mình cũng thấy cũng có kiểu giống như miếng đỡ cạc luôn, để làm sao cho cà rồ ạ các bạn kiểu bảng mạch sẽ không bị xệ xuống nếu như việc cái cà rồ ạ các bạn nó quá nặng. Thì đây là một cái mà MSI mình nghĩ là tính toán, không biết đây phải mình nghĩ ra không, nhưng mình thấy như này tương đối tốt rồi. Thì đây là hệ thống heat sink, đây hệ thống heat sink chúng ta sẽ có tổng cộng theo như mình đếm mặt trước ở đây sẽ có đôi 4 và 5 ống đồng. Và khi các bạn nhìn vào đây nữa thì wow, nhiều thật sự luôn. Tổng cộng chúng ta nếu mà đếm chuẩn ra thì là 9 ống đồng, đằng trước 5, đằng sau 4 sẽ 9 ống đồng. Và các lá nhôm được xếp phải nói là cực kỳ di rít luôn. Nhiều này thì ban đầu mình nghĩ đây là kiểu MSI làm này mà vì cà rồ ạ quá nóng, nhưng khi mình test thực tự thì nó lại không nóng đến như vậy, giống như kiểu là MSI đã mang ra một trâu đi giết gà vậy. Và đằng trước đây, ở đây nếu như các bạn nào mà kiểu có những vỏ cây được bắt ốc được đấy, thì đây khu vực này sẽ giúp các bạn gọi là bắt được những con ốc vào để nâng cà rồ ạ lên. Và cái độ dày của cạc này sẽ lên đến gần 3 khe PCIe. Cái này thì các bạn phải cân nhắc nếu như các bạn cắm đa cạc đâu ạ. Mà theo như mình thấy đây không phải là một vấn đề đâu, bởi vì NVDA đã cắt giảm cầu NVLink lên tất cả các mẫu cạc đâu ạ rồi, chỉ trừ có duy nhất RTX 3090. Sẽ có một số bạn hơi cân nhắc khi mua cạc đâu ạ RTX, đó chỉ liên quan tới RTX 3080 bị crash khi mà các bạn chơi game nặng. Và mình cũng đã có thử trên phiên bản RTX 3070 GameX Trio này thì hiện tượng đấy hoàn toàn không hề bị xảy ra. Thế nên mình nghĩ những phiên bản khác và ngay cả chính NVIDIA lùi cái thời gian phát hành cũng đã xử lý được vấn đề này rồi. Và mình cũng đã có mượn vào đây được một cái cân điện tử để cân thử xem cái em RTX 3070 GameX Trio này nặng tới như thế nào. Và mình cầm thấy nặng thật sự luôn ấy. Và khi cân thì ở đây đang hiển thị là 1.445 gram, tức là nặng chừng khoảng 1 cân 4. Đấy, một cân nặng theo như mình nghĩ chắc phải là 2 cân, nhưng mà không, cân lên được có 1 cân 4 thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ cắm cạc này vào để cho các bạn nhìn thấy được cái LED RGB khi mà lên hình sẽ như thế nào. Đằng sau đây sẽ có 4 cổng xuất hình thôi, trong đó thì 3 cổng DisplayPort và 1 cổng HDMI. Đây, và đây là một mẫu main có khe PCIe. Và đây, nhưng em nhìn thấy nhá, kiểu mình cắm vào rồi cạc sẽ hẳn xuống luôn đấy. Đây, nhìn này, nâng lên hạ xuống này. Đây mà mình bắt ốc vào ấy, khi mình bắt ốc vào thì kiểu còn nhìn còn rõ hơn nữa cơ. Đây mình bắt ốc vào. Đây, hiện tại thì mình đã cắm vào rồi. Đây anh em nhìn thấy, cắm vào kiểu cạc cũng sẽ ẩn xuống luôn ấy. Đây là một mẫu main đến từ MSI luôn, có khe PCIe bọc thép luôn. Và cạc đây, đoạn này vẫn rất bình thường, đoạn đập ốc rất bình thường. Ở đây, cạc chỗ này bị xệ xuống luôn này. Đây, các bạn nhìn này, mình nâng được lên cơ mà. Đây, mình nâng được lên cơ mà. Thế nên ấy, bên mình có bán cả những cái để nâng cạc nữa, các giá đỡ cạc nữa. Mặc dù trong vỏ hộp có được tặng sẵn rồi, nhưng mà nếu như bạn thích những thiết kế khác hơn một chút thì bên mình có đầy đủ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bật vỏ cây lên để cho anh em nhìn. Đây, phần LED RGB đây. Phần LED RGB đây. Và đây là logo của MSI. Thì về độ sáng, theo như mình thấy thì phần bên trên này, phía chỗ backplate này sẽ sáng hơn khi so với phần bên dưới này. Và ở dưới kia có nhìn thấy, nhưng mà chắc là có lẽ các bạn không nhìn được đâu. Và đương nhiên, trước khi đi vào phần trải nghiệm hiệu năng thì mình sẽ có một số những lưu ý nhỏ dành cho anh em. Đó chính là số lượng trong thời gian đầu mà khi mới bán ra sẽ hơi ít một chút. Thế nên bạn nào mà quan tâm thì có thể đặt trước. Và tiếp theo,
các loại nguồn để chạy tốt với RTX 3070, tối thiểu phải 650W tới từ những hãng nổi tiếng nhá. 650W từ các hãng nổi tiếng và RTX 3070 mạnh ngang khi so với 2080 Ti và có mức giá rẻ rất nhiều. Và màn hình để sử dụng theo mình tối thiểu phải là màn hình 2K 144Hz trở lên để có thể tận hưởng được hết hiệu năng của RTX 3070. Và CPU dĩ nhiên phải có tối thiểu là CPU 6 nhân của Intel hay AMD đều được để chạy cặp được với RTX 3070. Và vì thế mình đã lắp một cấu hình để các bạn có thể tham khảo, bao gồm Karoa RTX 3070 Game X Trial, bo máy chủ B460 MHz Tomahawk, CPU Intel Core i7 10700, RAM 16GB và vỏ cây MSI Vampirix. Thì bộ gaming gear bao gồm bàn phím Vigor GK30, chuột GM50, tai nghe HDS 502, giá treo tai nghe DF 502 và màn hình Optic MHz 32 inch 2K 144Hz. Và dĩ nhiên không thể thiếu được hệ thống tản nhiệt nước All-in-One có phần logo của MSI. Cái tản nhiệt này buồn cười cực, mình xoay theo chiều nào cũng được. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ máy. Hiện tại thì mình đã để firmware được chừng khoảng 10-15 phút rồi. Và phần nhiệt độ của GPU RTX 3070 Game X Trial là 62 độ C để firmware nha. Và phần fast speed tức là tốc độ của quạt quay rơi khoảng độ 42%. Và ở đây, sờ vào gần đây cũng thấy rất ít gió. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đẩy cao lên thử khoảng 100% xem độ ồn nó sẽ như nào nhá. Mình sẽ đẩy thử lên đi. Tất nhiên vẫn dùng MSI Afterburn để có thể điều chỉnh được rồi. Đấy, các bạn có thể nghe được tiếng hú rất to luôn. Đây, mình để tay vào gần này đã thấy gió thổi rất nhiều rồi. Và đây, GPU Fan Speed đang loát lên tận 100% và nhiệt độ đang giảm từ khoảng độ 62-63 độ C và giờ đang xuống 57 độ C rồi. Liệu xuống hơn nữa không nhỉ? Mình nghĩ thì sẽ rơi khoảng 54-55 độ C. Mình nghĩ là thế. Nếu như bạn nào bị ám ảnh về nhiệt độ quá thì có thể bật GPU kiểu 100% luôn. Quạt quay GPU Fan Speed ấy, 100% luôn. Đấy, xuống 55 độ C rồi kìa. Đấy, 54 độ C. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần test tiếp theo. Một tựa game khác là Assassin's Creed Odyssey. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là mình để Very High Setting rồi. Cái này setting mặc định thôi, mình sẽ không can thiệp vào. Và mình sẽ benchmark thôi. Đây, như các bạn có thể thấy, đây toàn bộ là 2 với Very High Setting rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành benchmark thử. Bạn hãy nhớ tua nhé. Và như các bạn có thể thấy được là đây rõ ràng là một tựa game nói thẳng ra là không tối ưu lắm về mặt phần cứng. Thế nhưng mà FPS vẫn rất ok. Đây, benchmark thì FPS đôi khi nó hơi thấp một chút, cái này là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Và RTX 3070 vẫn load được gần như 100% và CPU sẽ load khoảng độ cao đấy, thì phải gần 70% cơ. Và FPS đây, FPS ổn định khoảng 75 FPS và cao nhất là 127 FPS trên độ phân giải là 2K. Khá ổn để có thể chơi game. Chuyển sang tựa game là Far Cry 5, đây là một tựa game tối ưu phần cứng tương đối tốt. Và setting, dĩ nhiên, vẫn là Ultra Setting. Và đây, như các bạn có thể nhìn thấy, đây, màn hình chính xác 2K nhé. Mọi thứ vẫn bình thường, đây. Recognition Scale vẫn để là 1 nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục benchmark đi, để cho kết quả nó gọi là mang tính chất dễ tham khảo nhất. Rồi, và kết quả khi benchmark ra, đấy, mình nói rồi, đây một tựa game tối ưu tốt mà khi mà FPS thấp nhất rơi khoảng độ 98 FPS và trung bình là 119, chênh nhau chừng khoảng độ gần 20 FPS, đây chuyện rất bình thường. Đây, mọi thứ kết quả như các bạn nhìn thấy, vi sinh tắt này, khóa FPS cũng tắt này, đấy, màn hình đang để 60Hz thôi. Đây, Graphic Quality, Ultra Setting đấy, Recognition Scale vẫn là 1 nhá. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang cái tựa game tiếp theo.
Đây là tựa game khác có tên Control đây, và đây mình sẽ mở setting cho các bạn nhìn. Thì đang setting đâu nhỉ? Đây setting đây. Setting thì hiện tại màn hình vẫn là 2K thôi, vẫn là màn hình của MSI 144Hz. Đây, hai setting, hai medium hết. Và đặc biệt đây, ray tracing mình đang để gọi là hai luôn, đây, hai luôn. Đấy. Thì FPS nó sẽ hơi thấp một chút, đấy, quanh khoảng 50 FPS. Ở giấy đâu nhỉ? Anh em đợi mình chút nha, đây. Đây, và chạy loanh quanh ở trong khu vực trong nhà thì FPS nó rơi vào khoảng 50 FPS. Độ sáng thì mình hiện tại mình đang để 100% đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tắt thử ray tracing đi để xem FPS sẽ lên được bao nhiêu nhé. Thì đây các bạn bật hết các thứ này, có phần ray tracing này thì off đi. Đấy, và sau khi tắt ray tracing thì FPS sẽ được đẩy lên chừng khoảng thêm 30 FPS nữa. Bây giờ khoảng hơn 80 FPS đây, hiện tại đang là 82 FPS đây. Rồi, ok. Và mình ra ngoài chưa nhỉ? Đây, FPS và nhiệt độ, đây nhiệt độ như các bạn có thể nhìn thấy, nhiệt độ đã rơi khoảng 59 độ C. CPU load gần 100% và buffer speed là 33%. Và vừa rồi là phần trải nghiệm hiệu năng, vấn đề về nhiệt độ, hiệu năng khi chơi game thực tế như nào các bạn cũng đã thấy hoàn toàn rõ ràng rồi. Và mình sẽ có những cái lưu ý nữa, đó chính là cái driver mà khi mình test cả loại RTX 3070 này chỉ là driver beta thôi, do Nvidia gửi riêng cho chúng mình. Thế nên sẽ không phản ánh được chính xác cái hiệu năng của cả loại RTX 3070 Gaming X Trio. Thế nên nếu như bạn nào sau này có mua và xem lại video này mà FPS có cao hơn thì là một điều hoàn toàn bình thường. Và đừng quên bấm like, share như subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.